Ok anh em ơi, đêm này tiếp tục đêm thứ ba anh em ạ. Chiều tưởng hết gió mà không hết. Gió bây giờ lại càng đét. Đêm nay không biết có thâm được nữa không anh em ạ. Gió bây giờ khá to. Lúc chiều lại thả lên tiếp anh ạ. Cho anh em xem mấy con anh em mình này. Vẫn kêu keng keng ở đây này. Thấy chưa? Thấy chưa? Ngáy loạn lên. Mấy anh em trong tân đập kêu rời với đất nên chắc chỉ có đọc hai con của tao mày kêu. Nói chung là nó cũng giết nhau ấy. Nó giết vào trong bên đấy. Nếu phải đâu nó có con còi vào. Mày sáng dậy bếp vẫn còn than và rượu vẫn còn đổ. Chỗ này còn hai con, ba con, có năm con thì hai con xuống rồi. Mình dậy muộn quá anh em, mình nhặt về hết rồi. Gió đảo này, rượu đảo này dễ đổ. Yếu gió rồi, đổi hết sạch gió rồi đó. Đổi hết gió rồi. Xuống rồi. Quấn vào nhau à? Chán quá. Thì anh em ra đây đoán trước anh ạ. Quấn vào nhau, hai con cọc khác chỗ mà quấn vào nhau như này khó chơi lắm. Cả đi mẹ tầm này nó đứt nó vào chạy lợn. Ngán nha. Đi mẹ đi ra đuôi diều để đỡ này. Cái dây của tao nghỉ vào chạy lợn lắm. Rơi ngay đây như nó đứt đi anh ạ. Dây em đứt. Ô đi tách kìa. Bắn tít diều đây, bắn ngay cạnh diều luôn. Mẹ diều Linh nó ở tận nhà nó mà nó tìm tận sang bên này để nó cua vào. Thế đéo cắm thẳng như lúc đầu ngày xưa nhỉ. Ngặt trước là
trước là ngật rồi đây. Giờ đâu ngật nữa. Xuống đi. Xuống đi. Treo với nhau ơi. Con của mình đang bị treo. Đang dìm nhau xuống rồi. Hợp lý đấy. Dìm mẹ nhau cho khiếp đi. Xuống mẹ đừng tỏ ra nữa. Con của mình đang ngặt. Con của mày bây giờ ra ấy phải là con của tao tỏ ra. Mắc bánh nhái rồi đúng không? Dìm mẹ đi. Con mày nó gánh khỏe nữa, nó lại đéo dìm xuống. Để đưa nhau vào cái đồi đằng kia rồi. Cứt xuống cái hồ nước kia rồi, cứt nước. Đang xuống dần rồi. Để tụt ra xem. Gắt 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 gắt. Đéo phải. Lại tụt ra đấy. Ui giời. Dây chạm sát đất, sát đồi đây rồi. Đâu? Nó mà xuống, ơi Linh ơi. Nhỡ nó xê sang bãi ông còi không? Cùng vét nên đéo xuống. Địt mẹ ra nó đứt thì đúng là chết đoàn. Đứt ra đồi này được, đứt vào đấy vào chạy lợn nhớ vào được ấy. Chết. Bây giờ đi về lôi dây sang là được. Nguy cơ xuống rồi anh em ơi. Gió yếu quá. Cố lên xuống đi. Bây giờ xuống là dễ vào nhà lắm đấy. Con này xuống trước rồi anh em ơi. Dễ vào cái nhà này lắm. Con kia đích thuần đít chứ. Lại vươn, đừng vươn. Ok. Quan trọng bây giờ là vào đâu đây anh em này. Rồi vào nhà, rồi vào nhà, rồi không ổn này. Con kia nằm trên rời rồi. Không ổn này, vào nhà rồi anh em này. Hỏng, hỏng, hỏng. Hỏng ăn rồi. Xuống đồng thôi. Đừng kéo, đừng kéo. Ai kéo vậy? Chết rồi, chết rồi. Đừng kéo. May quá, may quá. Xuống rồi. Xuống góc nhà. Xuống bụi tre rồi nha mày. Súng bắn chết, súng bắn chết là súng bắn chết. Ra anh lấy dầu chú nhanh. Ai à? Ba. Cháu đón mãi rồi. Chết rồi, con kia vào ăn vào nhà mất. Cháu đoán sẵn. Có tháo được tháo. Có tháo được tháo của chú cái này mới nhá. Nhá. Hết. Đây này chú sao. Cái đỏ rơi vào cái gì nhà bà ấy. Vào mái rồi. Vào mái bên kia rồi. Vừa làm cổng cái rồi. Cửa nhóm thịnh. Cổng quay lắc lại
đấy thôi là cổng đó phải không? Chết rồi. Vâng. Rơi vào ngoái này hả bà? Có vợ. Dạ. Vâng. Nó có bị vỡ mái không anh? Kéo đi chứ. Cắt cho đỡ đen. Quá trọng không muốn nó vào đây đâu. Nay qua nó quấn vào nhau trên trời ấy. Không kéo được. Mỗi từng người một nơi thế là nó. Đây của Ninh của em ở bên này, Bắc Khoa hay ở dụng ở bên đấy. Hai con nó cuốn được nhau. Dạ. Không, cái này là liền anh ạ. Thủng anh. Đâu? Cắm đây à? Bây giờ để em sang kiệm lấy cái diều bên kia đã. Vâng. Vâng. Thịt ngay tương của nhà. Nhìn cái giai điệu. Ok nha mày. Mình sang lấy con diều của mình. Không mất mất. Đen lắm. May không thủng cái vỏ lâu của mày. Không, ở bên này chị này. Ở bên kia là thủng một hai lỗ rồi. Cái nào? À vâng đúng rồi, vẫn cái đấy. Vâng. Nó sáng đèn xong là chó nó cắn ôm suy nghĩa lên. Cái đèn sáng nó chó nó cắn thế này. Anh phải dậy anh tắt ra, anh tháo đèn ra tắt đi, chó nó phải cắn đấy. À, thế thả nào. Anh bảo là anh dậy anh ấy, tháo đèn anh vứt con súng vứt xuống đường à? Không biết, thấy tháo rồi, thấy bảo là tháo cái chó nó cắn suốt. Thấy con nó cứ tưởng là có người vào cổng thế là nó cắn thế là anh tháo đèn đi. Vâng. Tháo cho nó phải sáng, tháo nó không cắn nữa. Vâng ạ.
rách mất rồi. Anh nghe tiếng không? Mình thấy giờ mình đánh ở góc nhà búi tre rồi. Mình chạy sang. Thấy giờ mày lao quạch phát đây là mình lao sang không ngờ địt mày ăn đứt đôi giờ mất đi. Đâu? Vỡ thêm được cái vành nữa. À ừ. Ui, sao vỡ hết vành. Thủy nguyên à. Dễ vỡ nhỉ. Cái vành nó mỏng. Đi. Đây dã vào búi, một nửa diều xuống ra búi treo, một nửa diều vào mái. Bà bảo tội này phải đèn nặng. Bà bảo diều mày của tội này phải đèn nặng. Đoạn này, đoạn này nó cứ chơi chuột. Xoắn như này á? Đoạn này còn đọc sợi. Ôi trời. Xoắn kiểu đéo. Đâu? Bây giờ tháo cái mấu nối ra. Đang bua cho vứt cái đoạn này. Đúng không? Hả? Thằng nào cho vứt. Cắt đoạn này đi. Ừ. Cắn được á? Nhậu gãy răng. Cắn amiang à? Khá quá nhỉ. Đính chính lại là dây vàng nhé, ngoài amiang. Cháy luôn này ra đéo.
đây anh em ơi, anh em sẽ ăn tác phẩm. Quấn gần đứt hết dây vàng, dây này không chống cứa anh em ạ, kinh khủng không, hành vết luôn, xoắn hết dây này, nó phải xoắn hết độ 1000 vòng. Đâu, xem đây nhá, quả ăn vào bảo lô đấy đây anh em. Thủy coi như nó nguyên. Ai? Vỡ hết. Anh kiện vỡ miếng. Qua này tụt xuống. Cái vành này nó nhỏ quá, phải không? Cái vành nó mỏng ấy. Nhà bổ nó lực nó tác động nó cứ vỡ ngay. Bình thường như loại sáo kia chỉ sứt mé thôi, đéo vỡ được sâu thế. Loại này cứ làm miếng một bây giờ táp cái đéo. Mình về mà cắt mẹ hết vành. Về vá của đéo này. May chưa dập vỡ ống ấy. Vá được. Vá được. Vá nhiều bổ lại vỡ tan ngay. Ủa cái này đang là mỗi cái đế của nó rồi, cuốn cái chỉ vào. Đế nào? Đế này. Đế dưới. Cuốn chỉ đấy. Cho sáo nó cố định vị trí của nó. Đi vào đi. Ra và kết thúc ký sự thả diều phần 2 ở đây nhé. Anh em nhớ ủng hộ và theo dõi để đăng ký kênh để đón xem những video tiếp theo nhé.